Về hai loại cây cỏ xước và ngưu tất thì khá là nhiều người nhầm lẫn bởi vì hai cây này nó giống nhau. Trong video này thì mình sẽ quay lên cả hai cây luôn để các bạn có thể dễ dàng hình dung ra hai loại cây này nó như thế nào nhé. Trước hết là cây ngưu tất thì các bạn để ý cho mình cái hoa của nó đây. Hoa khá là dính. Nếu như mà các bạn mặc bộ đồ bằng len ấy, chẳng hạn mà các bạn đi lội vào đúng cái bãi cây ngưu tất này thì nó dính vào quần áo cho khỏi nói luôn. Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa dính nhá. Còn về phần thân cây thì các bạn chú ý ở mỗi cái vấu của nó này nó sẽ nổi lên to thế này đây và có màu đỏ đấy, ngả sang màu đỏ. Đây là cái cây ngưu tất nhá, đấy, thấy không? Nó phồng lên này, đỏ đỏ và nếu như mà nó ở sát mặt đất nó cũng có thể ra rễ nhá, nó lan ra. Đây là dạng thân thảo mà. Đi lan theo đất là nó cũng có thể ra rễ đấy, lá của nó đây. Ở các cái đường gân lá của nó cũng ngả sang màu đỏ luôn, lá không viền răng cưa đâu. Toàn bộ là đều có lông hết luôn. Lá này, hoa quả. Đấy. Đây chính là đặc điểm của cây ngưu tất nhá. Còn tiếp theo mình sẽ nói về cây cỏ xước này. Thì các bạn xem cây cỏ xước đây. Về hình dáng của nó thì cũng na ná như cây ngưu tất thôi. Nhưng mà phần thân của nó thì có vẻ như màu của nó thâm hơn. Đỏ nhưng đỏ thâm cơ chứ không đỏ tươi như cây ngưu tất kia đâu, cây cỏ xước ấy. Thì các bạn chú ý ở mỗi cái vấu của nó không nổi u lên to bằng so với cây ngưu tất kia đâu, cây cỏ xước đây này. Về điều kiện sinh sống thì nó khá là giống nhau. Cũng đều mọc ở những nơi ẩm mát, có ánh sáng cao hoặc là vừa phải. Nhưng mà riêng cây cỏ xước này thì điều kiện sinh sống nó có vẻ khắt khe hơn chút ở chỗ đất tốt cơ và ẩm mát hơn. Các bạn xem phần hoa quả của cây cỏ xước đây thì nó sẽ khác so với cây ngưu tất. Đấy, các bạn nhìn bông hoa của nó nhé, thấy chưa? Hoa quả đây. Khi mà các bạn nhìn vào nó sẽ thấy phần hoa quả của nó khác nhau. Còn ở Việt Nam ấy thì các thầy thuốc y học cổ truyền và nhân dân nhiều nơi đã dùng rễ của cây cỏ xước để thay thế ngưu tất với tên là ngưu tất nam. Điều này có nghĩa là người ta có thể dùng rễ của cây cỏ xước thay cho rễ của cây ngưu tất. Còn bây giờ thì mình sẽ nói chi tiết hơn về những tác dụng chữa bệnh của từng loại một. Trước hết là mình sẽ nói về cây ngưu tất các bạn nhé. Về bộ phận sử dụng thì cây ngưu tất là thu hái phần rễ khi mà phần trên mặt đất tàn lụi vào tháng 1 đến tháng 2 ở vùng núi hoặc là tháng 3 đến tháng 4 ở đồng bằng. Loại bỏ rễ con, rửa sạch, rồi phơi hay là sấy khô. Có thể dùng ở dạng sống. Cách này thường dùng hoặc là tẩm rượu hoặc là muối, tùy theo từng trường hợp, rồi phơi hay là sấy khô. Còn trong đông y thì ngưu tất có vị chua, tính bình, không độc, vào hai kinh là can và thận. Dạng sống có tác dụng là hành huyết, tán ứ, tiêu ung, lợi thấp. Dạng chín có tác dụng là bổ can, ích nhân, cường gân, tráng cốt. Về công dụng thì ngưu tất dùng dưới dạng sống, dùng để chữa cổ họng xương đau, mụn nhọt, đái rát, buốt, đái ra máu hoặc là sỏi, bế kinh, bụng dưới kết hòn cục, đẻ khó hoặc là khi đẻ nhau thai không ra. Sau khi đẻ bị ứ huyết, gây đau bụng, chấn thương, ứ máu bầm, đầu gối nhức mỏi. Còn ngưu tất mà được sao tẩm thì dùng để chữa can thận hư, ù tai, đau lưng, mỏi gối, tay chân co quắp hoặc là bại liệt. Với liều dùng là ngày dùng từ 6 đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc là thuốc bột. Còn về kiêng kỵ thì phụ nữ có thai băng huyết không nên dùng ngưu tất. Còn trong y học Trung Quốc thì rễ của ngưu tất với liều dùng là 5 đến 12 gram dưới dạng nước sắc được dùng để làm thuốc phục hồi sức lực, lợi tiểu, chữa bế kinh, đau kinh, tăng huyết áp, thấp khớp, sỏi đường tiết niệu, viêm họng, viêm amidan. Ngoài ra thì nó còn được dùng để làm thuốc kích thích tình dục.
Tráng dương, chữa liệt dương, gây sẩy thai. Dùng ngoài thì nước sắc 20% ngưu tất để chữa các bệnh về da, chân và các móng như là bệnh nấm biểu bì. Còn hạt thì lại được dùng để làm thuốc chống độc, chữa rắn cắn, thấp khớp, hen phế quản, phối hợp với một số dược liệu khác. Phụ nữ có thai thì không được dùng. Còn tiếp theo thì mình sẽ nói về các bài thuốc về cây ngưu tất này. Bài thuốc thứ nhất là dùng để chữa co giật, bại liệt, phong thấp teo cơ, sơ vữa mạch máu thì dùng ngưu tất 10 đến 12 gram sắc uống. Vậy thì các bạn thấy bài thuốc thứ nhất này khá là hay, dùng rất là đơn giản thôi. Chỉ dùng mỗi ngưu tất thôi, 10 đến 12 gram sắc uống, dùng để chữa co giật, bại liệt, phong thấp, teo cơ, sơ vữa mạch máu. Đấy là bài thuốc thứ nhất nhá. Tiếp theo bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa phong thấp, thấp khớp thì có 1 2 3 4 cách đi. Cách A là dùng ngưu tất 12 gram, hy thiêm 16 gram, thổ phục linh 16 gram, lá lốt 10 gram, dạng thuốc viên, ngày uống 3 lần, mỗi lần là 10 đến 15 gram. Còn cách B là dùng ngưu tất 10 gram, vòi voi 15 gram, té đầu ngựa 15 gram, lá lốt 15 gram, dưới dạng thuốc viên, mỗi lần là uống 10 đến 15 gram. Còn cách C là dùng ngưu tất 10 gram, lá lốt 16 gram, cỏ xước 16 gram, cành dâu 20 gram, cà gai 16 gram, sao qua sắc uống. Mỗi ngày một thang, dùng 3 cho đến 5 thang liền, có thể củng cố kết quả bằng là cành, lá lốt nấu với lạc ăn trong 7 ngày. Cách D là dùng ngưu tất 12 gram, thổ phục linh 20 gram, hy thiêm 15 gram, cà gai leo 15 gram, ích mẫu 10 gram, hương phụ 10 gram, ké đầu ngựa 10 gram, sắc kỹ, ngày uống một thang. Đây chính là bài thuốc thứ hai dùng để chữa phong thấp thấp khớp thì có đến 4 cách đi. Thì các bạn tìm hiểu xem các bạn hợp với cách nào thì dùng cách đấy nhé. Tiếp theo sẽ là bài thuốc thứ ba, bài thuốc dùng để chữa viêm đa khớp dạng thấp thì dùng ngưu tất 12 gram, độc hoạt 12 gram, tang ký sinh 12 gram, phòng phong 12 gram, tục đoạn 12 gram, xuyên khung 12 gram, thục địa, bạch thược, đảng sâm, y dĩ. Mỗi vị là 12 gram, tần giao là 10 gram, quế chi, xuyên khung là mỗi vị 8 gram, cam thảo 6 gram, tế tân 6 gram, sắc uống ngày một thang. Đấy là bài thuốc thứ 3, chữa viêm đa khớp dạng thấp. Tiếp theo là bài thuốc thứ 4, dùng để chữa bị thương máu tụ ở ngoài hay là bị ngã, máu ứ ở trong, lao động nhiều chân tay nhức mỏi. Thì bài thuốc này dùng ngưu tất 100 gram, huyết giác 50 gram, sâm đại hành 30 gram, ngâm với 600 ml rượu 35 cho đến 40 độ. Thi thoảng thì mình lắc đều, sau 10 ngày thì uống mỗi lần là 15 ml, ngày uống 2 lần. Thế là bài thuốc thứ tư này khá là hay này. Nếu như mà các bạn nào bị tụ máu ấy, trong những trường hợp mà bị thương, tụ máu ở ngoài hay là bị ngã, máu ứ ở trong, lao động nhiều chân tay nhức mỏi thì các bạn có thể dùng bài này nhé. Ngưu tất 50 gram, huyết giác 50 gram, sâm đại hành 30 gram, ngâm với 600 ml rượu, rượu nặng từ 35 cho đến 40 độ. Thi thoảng thì lắc đều, sau 10 ngày là uống được. Mỗi lần uống là 15 ml, ngày 2 lần. Tiếp theo là bài thuốc thứ 5, dùng để chữa trẻ em chậm đi thì dùng ngưu tất mộc qua mỗi vị 6 gram, vỏ chân chim 12 gram, tán nhỏ uống với nước cơm. Và bài thuốc thứ 6 là bài thuốc dùng để chữa huyết áp cao, nhức đầu, chóng mặt, nhức mắt, ù tai, mắt mờ, rối loạn tiền đình, khó ngủ, đau nhức dây thần kinh, rút gân, co giật, táo bón thì dùng ngưu tất 12 gram, hạt muồng 12 gram, sắc uống mỗi ngày một thang. Tiếp theo là bài thuốc số 7 dùng để chữa xuất huyết não do xơ cứng mạch máu não, kèm theo liệt nửa người, mất tiếng hoàn toàn hoặc là không hoàn toàn và đau lưng thì dùng ngưu tất 3 gram, hoàng kỳ 15,5 gram, sinh địa 15,5 gram,
long đờm thảo 10g, hạt mơ 10g, đương quy 6g, bạch thược 6g, hồng hoa 3g, cát cánh 3g, cam thảo 3g, phòng phong 3g. Sắc chia 3 lần uống trong ngày, uống trong 2 đến 3 tháng. Cây ngưu tất thì có quá nhiều bài thuốc, ở đây có đến 21 bài thuốc cơ. Mình đã đọc được đến bài thuốc thứ 7 rồi. Còn từ bài thuốc thứ 8 trở đi đến bài thuốc thứ 21 thì mình để hình ảnh ở đây để các bạn có thể tạm dừng lại video để các bạn đọc nhé, vì nó quá dài. Mình làm như vậy để mình còn nói thêm về cái cây cỏ xước nữa, vì video này mình có hai loại cây mà, cho nên là để gộp vào video nó sẽ rất dài, các bạn cố gắng đọc nhé. Các bạn tạm dừng video lại để đọc nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang nói về cây cỏ xước. Ở ngay đoạn đầu video thì mình đã mô tả và so sánh về cây cỏ xước với ngưu tất rồi, cho nên là các bạn vẫn chưa rõ thì các bạn có thể tua lại đoạn đầu để xem lại phần mô tả nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết luôn. Về bộ phận sử dụng chính là rễ, đá phơi hay là sấy khô của cây cỏ xước. Còn theo đông y thì cỏ xước có những tính vị như sau. Cỏ xước thì có vị đắng, chua, tính bình vào hai kinh là can và thận. Có tác dụng là thanh nhiệt, giải biểu, khô phong, trừ thấp, hoạt huyết, mạnh gân, lợi thủy, thông tâm. Còn về công dụng thì cỏ xước thường được dùng để chữa cảm mạo phát sốt, phong thấp, tê mỏi yếu liệt, đau lưng, nhức xương, viêm khớp, sưng gối, kinh nguyệt không đều, ứ huyết trong tử cung, hàn thấp, chân tay co quắp, tiểu tiện không lợi, đái dắt, đái buốt, sốt rét, còn được dùng để trục thai chết. Với liều dùng là ngày dùng từ 12 cho đến 40g phối hợp với các vị thuốc khác dưới dạng thuốc sắc. Dùng ngoài thì cỏ xước trị lở ngứa, viêm miệng. Còn dịch ép lá tươi của cỏ xước thì được dùng để chữa bệnh lỵ. Và cỏ xước thì có những kiêng kỵ như sau. Kiêng kỵ là phụ nữ có thai, người bị tiêu chảy, di tinh không dùng. Trong y học cổ truyền Trung Quốc thì cỏ xước được dùng để điều trị nhức đầu, cảm nắng, sốt rét, sỏi niệu, viêm thận mạn tính. Còn trong y học cổ truyền Ấn Độ thì lại dùng nước sắc của cỏ xước để làm thuốc lợi tiểu và trị xơ gan. Bột nhão làm từ hoa hoặc là hạt của cỏ xước thì được tán bột để đắp tại chỗ trị sâu bọ độc cắn. Còn bệnh nhân hen thì hít khói do đốt lá khô của cỏ xước có thể hết cơn hen phế quản. Dùng bột nhão từ lá tươi cỏ xước để giã đắp lên chỗ bị áp xe. Nhân dân Ấn Độ thì còn dùng dịch ép của toàn cây cỏ xước hoặc là bột rễ của cây cỏ xước phơi khô trong dâm. Ngày uống từ 10 đến 20g để điều trị rắn độc cắn. Có thể là uống rễ cỏ xước 5g, bột hồ tiêu 5g chia làm 3 lần uống trong ngày để chữa tiêu chảy và lỵ. Còn ở Nepal thì nhân dân uống nước sắc của lá cỏ xước để trị sốt và uống bột rễ của cỏ xước trộn với hạt tiêu để chữa lỵ ra máu. Để điều trị khó tiêu, uống dịch ép của rễ tươi hoặc là nước hãm rễ khô của cỏ xước. Còn chữa chảy dịch tai bằng cách là nhỏ 1 đến 2 giọt dịch ép của lá cỏ xước vào tai ngày 2 lần, 1 đến 2 ngày. Để gây ngừa thai thì phụ nữ sau khi hành kinh uống một cách đều đặn mỗi ngày 10g rễ cỏ xước dưới dạng nước sắc ấm. Cỏ xước thì còn được dùng để làm thuốc nhuận tràng, chữa trĩ, mụn nhọt, ban, đau bụng và gian cắn. Ở Ai Cập thì theo kinh nghiệm dân gian, mỗi bài thuốc gồm lá cỏ xước, lá chua me đất hoa vàng và hai dược liệu khác đã được áp dụng để gây sảy thai. Thì các bạn thấy là cây cỏ xước này chữa được khá là nhiều bệnh, cả gãy xương rồi là những bệnh như gan thận rồi là bệnh ngoài da, viêm nhiễm. Nói chung là khá là nhiều bệnh, kể cả rắn cắn cũng chữa được. Và cây ngưu tất cũng thế, cũng chữa được rất nhiều bệnh. Mà những bài thuốc về cây ngưu tất thì có đến hơn 20 bài thuốc đi. Còn bây giờ thì cây cỏ xước thì mình xem nào, cũng có khá là nhiều đây này, có đến 10 bài thuốc đi. Thì bây giờ mình lại tiếp tục chèn hình ảnh về các cái bài thuốc đấy vào để các bạn đọc. Các bạn có thể tạm dừng video lại để đọc từng bài thuốc một.
Các bạn hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này để mà chúng ta cùng nhau trao đổi tìm hiểu thêm về cây cỏ xước. Khi mà sử dụng thì các bạn tham khảo ý kiến của thầy thuốc y bác sĩ để có hiệu quả tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.